Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Hiện tại bây giờ Duy đang có mặt ở huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa, Vũng Tàu, bởi vì là sáng ngày hôm nay các bạn, Duy có một chị khách hàng đang quan tâm tới chiếc xe C300 AMG và muốn lái thử cái chiếc xe này, cho nên là Duy đi rất là sớm đó, và có mặt ở đây buổi sáng khoảng tầm 9 giờ để mà cho chị khách hàng chị lái thử cái chiếc xe này đó. Và các bạn biết rồi, cái C300 là một cái chiếc xe rất là được nhiều các anh chị khách hàng quan tâm, cũng như đây là một cái chiếc xe có thể nói là full option luôn các bạn. Hầu như những cái option gì mà tiên tiến và hiện đại nhất của dòng xe Mercedes-Benz đều được tích hợp ở bên trong cái chiếc xe C300 AMG này đó. Và đặc biệt bản chiếc C300 AMG này có một cái cảm giác lái cực kỳ thích luôn. Và bây giờ Duy sẽ mời các bạn cùng Duy lái thử cái chiếc xe C300 AMG này trên những cái cung đường khác nhau, kể cả trên đường cao tốc luôn các bạn nha. Nếu các bạn nào đang quan tâm tới cái xe C300 hoặc là tất cả những cái dòng xe khác muốn lái thử thì cứ thể gọi cho Duy nha. Ok, mời các bạn. Bây giờ Duy sẽ vào số các bạn nha, và bắt đầu thôi. Ok. Thật ra C300 là một cái chiếc xe dành cho các bạn nào mà yêu thích lái xe các bạn nha. Bởi vì khi mà chúng ta ngồi vào cái vô lăng này thì các bạn sẽ thấy rất là khác so với lại bình thường. Nếu mà chúng ta chưa chạy thôi các bạn ngồi vào cabin ở vị trí lái như thế này thì các bạn thấy là một cái chiếc xe là rất là thể thao rồi ha. Vô lăng của C300 AMG là một vô lăng thể thao đi khách nè, các bạn sẽ thấy đái bằng này ha. Thì đối với những cái chiếc xe mà được trang bị cái vô lăng đái bằng này thì thật sự đây là những cái chiếc xe mà có một cái phong cách lái cũng như là một cái cảm giác lái sẽ khác rất là nhiều so với lại những chiếc xe thông thường các bạn nha. Và đặc biệt cái C300 AMG này bạn thì được trang bị cái động cơ 2.0 thế hệ mới nhất của Mercedes-Benz, cho công suất lên đến là 258 mã lực. Một động cơ 2.0 mà tới 258 mã lực thì các bạn biết rồi ha, sẽ mạnh như thế nào. Đó, và hộp số của C300 AMG này được trang bị là hộp số tự động 9 cấp 9G-tronic của Mercedes-Benz. Thì hầu như cái hộp số tự động 9 cấp này các bạn nó sử dụng rộng rãi hết, hầu như trên tất cả những cái mẫu xe của Mercedes-Benz. Bây giờ thì là Duy đang di chuyển ở trong cái khu vực nội đô của huyện Xuyên Mộc các bạn, cho nên là tốc độ Duy đang chạy các bạn thì khoảng tầm dưới 40 km/h thôi. Thì đối với cái tốc độ này thì hầu như chúng ta cũng sẽ không thấy được cái sức mạnh của chiếc xe, cũng như là thấy nó cũng đơn giản bình thường ha. Nhưng cái cảm giác mà Duy đang lái ở trong cái khu vực đô thị này thì mình cảm giác là cái góc nhìn của cái chiếc xe C300 từ vị trí ghế lái này nó rất là thoáng các bạn nha, rất là thoáng. Mặc dù đây là một cái chiếc xe sedan, một cái chiếc xe sedan thể thao, nhưng cái góc nhìn của C300 AMG này thật sự rất là tốt luôn bạn, rất là thoải mái và dễ chịu ha. Và cái cảm giác mà khi đi trong phố các bạn thì ở tốc độ khoảng 40 km/h này hầu như là Duy chỉ đạp mớm ga thôi, rất là nhẹ. Thì xe của chúng ta đã lăn bánh rất là nhẹ nhàng rồi đó. Và với cái mức mà tiêu thụ nhiên liệu ở trong đô thị này các bạn, ở Xuyên Mộc như thế này ha, Duy không nói ở thành phố Hồ Chí Minh, như ở Xuyên Mộc đường xã thì nó sẽ cũng không quá đông xe ha, và đường rất là đẹp luôn các bạn. Thì Duy nghĩ đâu đó khoảng tầm 8 lít hoặc là 9 lít trên 100 km thôi đó. Còn nếu mà C300 AMG này chúng ta lăn bánh trên đường cao tốc thì Duy nghĩ đâu đó khoảng tầm ở mức tiêu thụ nhiên liệu là 7 lít trên 100 km thôi, cho một cái chiếc xe tới 258 mã lực các bạn nha. Thì đây là một mức tiêu thụ nhiên liệu nó rất là tốt, rất là tiết kiệm. Ngoài cái cảm giác mà rất là dễ chịu khi mà Duy lái cái chiếc xe này ở trong đô thị, thì cái cảm giác mà cách âm và của cái chiếc xe C300 này nó cũng rất là khác các bạn nha, rất là tuyệt vời luôn. Hầu như là hiện tại bây giờ Duy sẽ không có mở nhạc, không có mở radio gì hết đó, nhưng mà hầu như là những cái tiếng ồn ở bên ngoài nó cũng sẽ rất là yên tĩnh ở trong cái khoang xe luôn đó, chứng tỏ là cái xe C300 AMG này nó cách âm rất là tốt đó. Bởi vì là C300 AMG này một chiếc xe C-Class thế hệ mới các bạn, thì được thừa hưởng cái công nghệ là Acoustic Foam đó. Thì đây là một cái công nghệ cách âm mới trên những cái dòng xe Mercedes-Benz thế hệ mới bây giờ, và chỉ có trên những cái dòng xe trước đây các bạn, thì chỉ có trên những cái dòng xe như là Maybach. Nhưng đối với C300, những dòng xe C-Class hiện tại bây giờ các bạn, hoặc là GLC, vẫn được trang bị cái công nghệ
cách âm Acoustic Foam này, càng về sau chiếc xe Mercedes-Benz sẽ được các kỹ sư hoặc được các nhà thiết kế họ thiết kế rất là gọi là công thái học, có nghĩa là rất là tiện lợi cho chúng ta khi mà chúng ta cần khi lái xe, chúng ta cần thực hiện một cái thao tác gì đó rất là nhanh và rất là an toàn các bạn nha. Đó, điển hình là hầu như các nút bấm bây giờ được giãn lược hoàn toàn rồi, và những cái nút bấm nào bây giờ bạn, những cái nút bấm nào mà mình thường xuyên hay sử dụng các bạn, thì ở nhà sản xuất họ mới đưa ra bên trên cái khu vực này đó, để mà khi chúng ta cần thì chúng ta có thể là thực hiện rất là nhanh chóng đó, và chúng ta không phải tìm kiếm một cái nút bấm giống như là thế hệ trước đây nó quá là nhiều nút bấm đó. Một cái điểm nữa các bạn, đặc biệt chiếc C300 AMG này thì thấy có rất là nhiều bạn TikToker, những cái bạn YouTuber họ chạy xe vào ban đêm các bạn và quay ở khu vực bên trong nội thất này, thì những cái đèn viền nội thất này nó sẽ sáng lên ha, nó rất là cảm xúc luôn các bạn. Thì đối với một cái chiếc xe Mercedes-Benz thế hệ mới bây giờ, ngoài cái việc động cơ nó phải chạy nó phải thật là tối ưu, ngoài cái hệ thống an toàn, thì cái cảm xúc mà khi mà chúng ta ngồi ở bên trong khoang nội thất, cảm xúc mà chúng ta lái thử xe, đó là một cái điều mà Mercedes-Benz nhà sản xuất họ đang rất là quan tâm đó. Cho nên là các bạn sẽ thấy là đối với những chiếc xe Mercedes thế hệ mới bây giờ nè, có cái phần nội thất rất là đẹp, phần mà không gian ở bên trong xe nó rất là cảm xúc luôn ha, đặc biệt là hệ thống đèn viền nội thất này các bạn đó, và những cái hốc gió máy lạnh bây giờ nó cũng sẽ có đèn luôn. Trước đây thì các anh chị các bạn thấy đó, mọi người hay là độ cái hốc gió này có đèn, nhưng mà những cái chiếc xe C300 nguyên bản như thế này thì Mercedes đã tích hợp những cái đèn đèn viền nội thất độ trên này ha, rất là đẹp đó. Và cái màn hình di thích nhất và di thích nhất ở các chiếc xe C-Class thế hệ mới này hoặc là C300 AMG là ở cái khu vực màn hình này, nó rất là to và nó sẽ nghiêng về người lái một chút xíu, để khi mà Di cần sử dụng các bạn thì các bạn thấy nè, nó rất là dễ luôn đó, và Di chỉ cần thao tác là rất là đơn giản và rất là tiện đó, thay vì là chúng ta phải sử dụng một cái màn hình ở trên cái táp lô như thế hệ trước đây, thì chúng ta sẽ cảm thấy cái màn hình này nó sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều đó. Các bạn thấy không gian nội thất của chiếc xe C300 này nó đẹp không các bạn đó. Ở góc nhìn này thì Duy nghĩ là các bạn sẽ thấy ở cái phần cái ghế nó rất là đẹp, bởi vì là C300 được thiết kế một cái ghế rất là thể thao ha. Và đặc biệt ngày hôm nay là Duy chạy cái xe lái thử các bạn, ở bên ngoài là màu xanh, bên trong là nội thất màu nâu và đen đó, cho nên các bạn sẽ thấy là cái phần nội thất này rất là đẹp ha, rất là hấp dẫn ha. Bây giờ Duy sẽ thử tăng tốc cái chiếc xe này lên một cách như là đột ngột thôi, các bạn sẽ thấy nó như thế nào nha. Hiện tại bây giờ tốc độ của Duy đang là khoảng 40 km/h thôi, Duy thử tăng tốc một đoạn ngắn nha. Duy chỉ đặt 4 ga thôi các bạn, thì cảm giác là cái chiếc xe của chúng ta sẽ chồm tới ha, rất là nhẹ nhàng luôn, rất là nhẹ nhàng luôn. Nhưng mà đoạn này thì Duy sẽ không có dám chạy quá nhanh nha. Đó, một lát nữa lên cao tốc thì Duy sẽ thử cho các bạn xem cái độ tăng tốc của các chiếc xe này như thế nào. Ngoài ra thì khi mà trên cao tốc các bạn, nó còn có một vài cái tính năng nữa để hỗ trợ chở cho người lái của chúng ta nó an toàn hơn và coi như là thoải mái hơn khi mà chúng ta lái ở kênh cao tốc nha. Ok, hiện tại bây giờ thì xe của Duy đang có mặt trên đường cao tốc Long Thành Dầu Dây rồi các bạn. Và một cái tính năng mà Duy muốn nhắc tới các bạn, đó là tính năng giữ khoảng cách cho chiếc xe của chúng ta, hay còn gọi là Distronic. Đây là một cái tính năng mà giúp cho cái việc lái xe của chúng ta trên đường cao tốc nó sẽ nhàn hơn và an toàn hơn rất là nhiều. Hiện tại bây giờ thì Duy đã giữ cái tốc độ cố định cho cái chiếc xe của Duy đang là tốc độ là 90 km/h nè. Đó, thì xe cứ chạy đều ở tốc độ 90 km/h. Và tiếp theo Duy muốn giữ khoảng cách thì Duy sẽ bấm vào cái nút giữ khoảng cách ở trên vô lăng các bạn. Hình hai cái chiếc xe nó có một cái mũi tên ha. Đó, và cái khoảng cách mà tối đa mà Duy có thể cài đặt được các bạn là 100m ha. Tiếp theo là 75m hoặc là 50, và cuối cùng là 25m. Hiện tại bây giờ thì Duy đang cài đặt ở khoảng cách là tối đa các bạn là 100m ha, so với cái xe phía trước. Thì xe của Duy cứ thế mà giữ khoảng cách thôi các bạn. Hiện tại bây giờ thì Duy sẽ không còn đạp ga nè, các bạn thấy không? Chân của Duy đã rời khỏi chân ga nè. Xe sẽ chạy theo tốc độ mà Duy đã vừa cài đặt, cũng như là sẽ giữ cái khoảng cách với lại các chiếc xe phía trước ha. Rất là nhàn luôn các bạn. Đang rất là đông xe cho nên là xe Duy cứ bám đuôi vào cái xe phía trước thôi để mà chạy thôi. Đó, thì với cái tính năng này giúp cho chúng ta khi mà chúng ta lái một cái đoạn đường mà vài chục km trên đường cao tốc bạn, thì nó sẽ thoải mái hơn ha, thoải mái hơn rất là nhiều, và Duy nghĩ là với tính năng này nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Đó, thì ngoài cái tính năng giữ khoảng cách này thì xe của chúng ta còn có tính năng là cảnh báo lệch làn đường nè, cảnh báo điểm mù nè, đề phòng va chạm nè, và
tất cả các tính năng mà Di vừa đề cập tới, đó là một cái gói hỗ trợ lái B20. Có thể nói cái gói hỗ trợ lái này, đây là cái gói hỗ trợ lái đầy đủ nhất của những dòng xe Mercedes-Benz được phân phối tại thị trường Việt Nam. Đó, và với gói hỗ trợ lái B20 này chỉ có trên C300 AMG nè, GLC300 nè, những cái dòng xe S-Class hoặc là dòng xe Maybach của Mercedes-Benz thôi. Với cái tính năng này thì chỉ được trang bị trên những cái xe thật sự là rất là cao cấp ở Mercedes-Benz ha. Nãy giờ các bạn thấy không? Di đang nói và hầu như là xe cứ sẽ giữ khoảng cách và chạy theo cái chiếc xe phía trước thôi. Nó rất là thoải mái cho Di luôn. Nếu mà Di muốn hủy cái tính năng này các bạn thì Di giữ việc đạp thắng thôi, thì xe sẽ hủy cái tính năng này. Cũng như là nếu trong trường hợp là xe ở phía trước các bạn, nó sẽ không có cái xe nào phía trước, thì xe Di sẽ chạy ở tốc độ maximum là 90 km/h mà Di đã cài đặt ban đầu ha. Đó, một cái tính năng rất là hay trên những cái dòng xe Mercedes-Benz. Và Di nghĩ là với cái điều kiện đường xá ở Việt Nam hiện tại bây giờ các bạn, rất là nhiều những cái đường cao tốc được mở ra, cho nên là các anh chị các bạn nào mà đang quan tâm đến những cái chiếc xe Mercedes-Benz hoặc C300 AMG các bạn thì có thể đến showroom Minh Duy cũng có thể lái và trải nghiệm cái tính năng này nha. Ok, bây giờ Duy sẽ xin được phép kết thúc clip tại đây. Nếu các bạn có bất kỳ những quan tâm nào đến những cái mẫu xe của Mercedes-Benz cũng như là dòng xe C300 AMG này thì các anh chị đừng ngần ngại gọi cho Duy qua số điện thoại của Duy là 0914653979. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video clip tiếp theo.